Tối nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện ma để thử lòng can đảm của quý vị. Xem đêm nay quý vị ngủ ra sao. Quý vị sẽ biết hả? Có một cô vợ trẻ xinh đẹp kia lâm trọng bệnh sắp sửa lìa đời. Trong giờ hấp hối, cô nói với chồng: Em rất yêu anh và không muốn xa anh. Sau khi em qua đời, xin anh đừng lấy người nào khác. Anh hứa với em nhé. Nhưng cô sợ người chồng sẽ không giữ lời hứa, nên dọa ông ta, nói rằng: Nếu anh lấy vợ khác, em sẽ thành ma, trở về chăm sóc cho anh. Ghê quá, đó là lời cô nói với chồng. Em sẽ làm anh đau khổ thường xuyên, luôn luôn và vĩnh viễn. Ông chồng có lẽ là người sợ vợ, nhưng ở đây họ nói rằng ông kính nể vợ. Chúng ta luôn luôn kính nể vợ, phải không? Kính nể, chứ không phải sợ. Vì vậy, ông chồng này rất kính nể vợ và không nghĩ đến chuyện lấy người nào khác. Vì thường lý luôn luôn gây phiền phức cho con người, ông chồng gặp một phụ nữ xinh đẹp, trẻ hơn, dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn, hấp dẫn hơn, thậm chí còn giàu hơn nữa. Giàu? Ồ, kinh khủng quá. Cô này lại còn yêu ông tha thiết, có thể là nhiều hơn bà vợ trước. Ồ, xui thật, chỉ mới có 3 tháng sau tang lễ. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thế là ông đính hôn với cô ta. Sau lễ đính hôn được tổ chức vào ban ngày, đêm đó người chồng thấy hồn ma bà vợ trở về. Tôi đã đến đây như đã hứa. Bà xuất hiện trước mặt, la mắng, cằn nhằn rằng ông đã không giữ lời hứa, rằng ông không còn thương yêu bà nữa, rằng ông không chung thủy, ông là người chồng xấu xa, không có lương tâm, là người đàn ông tệ bạc, một con người khủng khiếp, không phải là một người tu pháp Quán Âm đạo đức, vân vân. Ông chồng sợ quá, bởi vì con ma này thông minh kinh khủng. Nó biết rõ những chuyện xảy ra giữa người chồng và vị hôn thê mới. Nó còn cho ông biết giờ nào ông làm chuyện gì với cô kia, giờ nào ông cho cô kia món quà gì và nói với cô điều gì. Nó biết tất cả, biết hết. Vì vậy, ông không chối được, nhưng ông rất hoảng sợ. Ông sợ quá, đến nỗi không ăn, không ngủ được và không dám thường xuyên đi gặp vị hôn thê nữa. Và tình yêu giữa hai người gần đi đến tình trạng khủng hoảng. Cho nên, có người bảo ông là hãy đến một ngôi chùa, thuật lại những đau khổ của ông cho vị thiền sư. May ra vị này có thể giúp được. Chú tôi,
thiền sư phải lo hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện ma quỷ và hôn nhân. Vị thiền sư thật sự tìm cách giúp ông và nói rằng: bà vợ trước của ông đã thành ma. Điều này chúng ta đã biết. Và bà rất mực thông minh, cho nên bà biết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa ông và vị hôn thê. Thật ra, ông nên kính trọng một con ma như vậy. Nhưng có cách đuổi bà ta. Lần sau, khi con ma xuất hiện, ông phải đánh cuộc với nó. Vị thiền sư nói con ma biết hết tất cả. Nó đã biết quá nhiều rồi, nhưng có thể có điều gì đó mà nó không biết. Nếu nó trả lời sai, thì nó không được trở lại quấy rầy ông nữa, để ông tái giá lấy người yêu. Bởi nó đã chết rồi, không thể phục vụ cho ông được nữa, không thể nấu ăn cho ông được, không thể chăm sóc cho ông bất cứ chuyện gì. Người chồng hỏi vị thiền sư: vậy tôi phải làm sao? Tôi phải hỏi bà ta điều gì? Vị thiền sư nói: lần sau, khi bà ấy tới, hãy cầm một nắm đậu trong tay và hỏi có bao nhiêu hột bên trong. Chắc chắn bà không thể trả lời, rồi bà ấy sẽ biến mất. Bởi vì nếu bà không trả lời được, ông sẽ biết rằng đây chỉ là một ảo tưởng của đầu óc, của lương tâm hoặc của sự hoang tưởng. Do ông quá sợ hãi, quá sợ vợ nên tưởng tượng ra. Đó là một ảo tưởng của đầu óc. Nếu bà ta không trả lời, nếu bà không trả lời nổi, thì ông biết rằng điều này là ảo tưởng và bà ta sẽ biến mất. Rồi đêm hôm sau, thật vậy, con ma hiện đến. Người chồng nói: ô, phải, bà biết hết tất cả mọi chuyện, bà rất thông minh, tôi chẳng làm gì được. Con ma nói: phải, tôi biết, và tôi cũng biết hôm nay ông đã đi gặp một thiền sư và nói chuyện về chúng ta. Người chồng nói: được, vì bà biết tất cả mọi chuyện, bây giờ bà có thể cho biết có bao nhiêu hột đậu trong tay tôi không? Khi ông vừa hỏi xong, con ma biến mất. Cho nên quý vị biết đó, có ma thật không? Không, vì vậy đêm nay quý vị không nên sợ.